Dạ vâng, em Xuất Hồng đang lại xin chào toàn thể các bác làm thợ bầy thú rừng. Thì cũng là một trong cái buổi đi bẫy cái con cầy bạc má ấy. Thì cũng xin chia sẻ đối với anh em mới chơi là cách sử dụng cạm kiềng để bẫy cái con cầy bạc má này, cũng như là dùng cái mồi nhử. Thì anh em có thể thấy này, về bẫy con cầy bạc má thì anh em nên sử dụng cho mình là cái cạm 14cm này. Đấy, cạm này thì em sử dụng cũng tương đối là lâu rồi, cực kỳ là bền. Về cái mồi dẫn dụ thì em sử dụng bằng mồi chuối. Đấy, mồi chuối này. Đấy, quả chuối này nó rất là thơm. Đấy, thì con cầy bạc má này cũng như con chồn đèn hoặc là chồn hương nó cực kỳ thích ăn nhá. Đấy, khu vực này thì đảm bảo với anh em là có rồi, bởi vì đây là một cái lòng mương cực kỳ là đẹp. Đấy, anh em có thể thấy lõng nó chạy tút sang bên kia kìa. Còn về cái cạn này thì khi anh em mua thì chỉ có tặng kèm theo là cái lẫy thôi. Đấy, thì về anh em chế thêm cái bàn đạp này. Đấy, chế thêm cái bàn đạp bằng tôn này thì để cho tăng cái tiết diện cái cạn khi con thú nó nhẫm vào, tỷ lệ nó dính sẽ cao hơn. Còn đây là cái dây phanh này. Đấy, cái dây thắng xe đạp ấy thì để cố định vào trong chỗ góc này để tránh tình trạng khi con cầy con thú nhẫm vào nó lôi cạm của anh em đi. Còn bây giờ thì em sẽ thực hiện cái thao tác đánh nhé, để cho anh em cùng tham khảo này. Thì anh em đào cho mình một cái lỗ này. Đấy, lỗ làm sao mà cho nó vừa lòng cạm nhé. Đấy, anh em lên cạm, gài cái này vào này. Đây là cái lẫy. Xong rồi thì đặt xuống cái lỗ lúc mình vừa đào anh ạ. Hãy thử ướm xem. Đấy, cái này thì nó hơi chật một chút thì đào rộng rộng ra. Rồi lấy cái đất vừa đào, đấy, lấp xén xén vào. Là bây giờ bắt đầu vào mùa bẫy rồi. Đấy, thì anh em có thể thấy đây, bây giờ trên những cái quả đồi quả rừng này, đấy, lá cây nó đã rụng hết rồi thì đi bẫy nó rất là thoáng, nó sẽ hở những cái lõng của con thú. Đấy, con thú con cầy mà anh em xác định đánh ấy. Đấy, nó trơ ra thì anh em tìm cái điểm đánh thì nó dễ, rất là dễ so với mùa hè. Còn về cái giá thành của con cầy bạc má cũng như là con chồn đèn ấy, năm nay nó rất là đắt anh em nhé. Đấy, cũng là đầu mùa. Đấy, giá cả hiện tại ở khu vực em đang bán là 300.000 đồng trên một cân. Đấy, cứ đánh được về là thợ mua buôn là khác đến lấy nhé. Đấy, giá nó rất là đẹp. Đấy, thì bỏ hơn chục nghìn ra mua cái cạm 14 này thì về đánh thú thì bán thì lãi suất nó rất là cao nha. Đấy, cái thứ hai nữa là cũng thỏa sức đam mê anh em đi rừng. Bây giờ thì lấy một ít đất ngụy trang lên anh em nhé. Để đánh con này thì cứ tùy, ngày nào nó cũng đi ăn anh em ạ. Nhưng mà mạnh nhất là vẫn là trời mưa. Để tiết mưa xuống thì đất nó ẩm thì nó đi, nó cầy sới thì anh em sẽ đánh nó hiệu quả hơn. Như thế là rất là kín rồi. Còn là cái mùi chuối này anh em này, em cắt ném quả như thế này, miếng nhỏ thôi, em cắt như này, để đầu bên này một miếng này, ở đầu bên kia một miếng. Còn chỗ này thì bây giờ em sẽ rào lại. Đấy, rào lại anh em nhé. Đấy, rào lại. Đấy, lấy một ít que, nói chung là cứ que là anh em rào lại là ok thôi. Đấy, tránh tình trạng con thú đi sang sườn bên này, bắt buộc nó phải đi vào giữa cái lòng cạm. Đấy, thì một video ngắn thì xin chia sẻ đối với anh em mới chơi. Đấy, cách sử dụng cạm để bẫy cầy. Đấy, bằng mồi nhử, bằng mồi chuối. Anh em nào xem được cái video này thấy hay thì hãy ấn đăng ký ủng hộ kênh. Còn anh em nào mà đang thiếu cạm thì anh em có thể là liên hệ cho em. Còn anh em cứ đăng ký kênh nhé. Tiếp tục buổi sáng ngày mai em đi thăm thì em sẽ quay cho anh em. Còn video này em sẽ đăng tải trước trong ngày hôm nay.